Mình xin chào cho anh em ạ. Hôm nay là mình quay cái nông trại xanh. Nông trại xanh ở Quảng Nam. Là nông trại làm rau sạch. Hôm nay mình quay toàn cảnh, toàn gì. Là hôm nay chủ công ty đã xuống giống rồi mà đang xây cái một cái mô hình mà do kích kính. Diện tích rất là rộng. Đó, mình quay tổng thể cho anh em xem. Bây giờ là bà con đang xuống giống của công ty rau sạch nông nghiệp xanh của tỉnh Quảng Nam. Rất là lớn, mô hình rất lớn. Bà con thấy rộng mênh mông không? Mình quay hết rồi cho anh em xem. Rồi tổng diện tích này là khoảng 5 hectare. 5 hectare rộng đấy. Làm rau sạch bà con. Rất là lùng. Và lùng công ty này rất là lớn. Đó là một cái công ty rau lớn nhất của Quảng Nam này. Tên công ty là công ty nông trại xanh của tỉnh Quảng Nam. Đây là cái là mà rau về hoa quả. Rau sạch không có dùng hóa chất, chỉ là phân hữu cơ. Đó, bà con thấy rộng. Công ty là làm cái mô hình là nhờ kính luôn, một nhờ kính rất là lớn. Còn phía ngoài có hồng rô là rồi mà trồng sen nuôi cá luôn, rất là rộng, trên 5 đó. Đó, cái mô hình rất là lớn để mình lại gần mình quay cho anh em xem. Kinh. Đó này đó, bà con thấy không? Rất là rộng đó. Xây nhà kính. Đó bà con thấy không? Rất là rộng lớn. Đây là những anh công nhân của nông trại xanh đây. Đang làm việc. Cái mô hình là rất là lớn. Là mà một cái nhà rất là kiên cố luôn. Đây là tỉnh Quảng Nam mình đó bà con. Chuyên cung cấp về rau sạch. Rau về trồng rau về hữu cơ xanh. Thôi mình phía dưới này mình đến đây mình tạm ngưng. Mình xin chào anh em tí hai thì ủng hộ đăng ký kênh cho mình thì để đằng sau thì mình tiếp tục mình quay lại cho anh em xem, tại vì đây là đang công trình mới đang xây dựng, đang bắt đầu là để cho vào năm 2022 để sản xuất. Xin chào anh em.